Những chuyến đi vi vu, các buổi gặp gỡ vui xuân cùng bạn bè chắc hẳn sẽ khiến cho làn da xuống cấp nghiêm trọng. Nàng có đang gấp rút tìm kiếm một giải pháp F5 cho làn da sau mùa lễ hội? Cùng kiểm chứng hiệu quả của liệu trình 15 ngày, thiên nhiên chạm sâu, làn da căng bóng đến từ Dr. Belter nhé! Đây sẽ là một video wrap up quá trình Hồng Diễm kiểm chứng độ hiệu quả của liệu trình 15 ngày, thiên nhiên chạm sâu, làn da căng bóng đến từ nhà Dr. Belter. Không chần chờ gì nữa, hãy cùng mình review lại sự thay đổi của làn da sau 15 ngày trải nghiệm thôi. Mọi người ơi, mình cực kỳ ấn tượng với sự thay đổi của làn da qua từng ngày, từ một làn da khô ráp, thiếu sức sống do thường xuyên phải make up cũng như chịu sự hư tổn từ việc quay hình dưới ánh nắng mặt trời trong nhiều giờ. Chỉ trong vỏn vẹn 15 ngày trải nghiệm liệu trình, làn da của mình đã được phục hồi đáng kể. Các bạn có thể thấy rõ độ căng bóng, mịn màng, các dấu hiệu lão hóa như rãnh cười cũng đã mờ đi. Với cá nhân mình, đây thực sự là một món quà đến từ thiên nhiên mà các nàng không nên bỏ lỡ. Nếu bạn đang tìm kiếm một giải pháp chăm sóc cho làn da an toàn, hiệu quả, thì bộ sản phẩm này đích thị là dành cho bạn. Chỉ 15 ngày cảm nhận sự thay đổi rõ rệt trên làn da cùng Dr. Belter. Các nàng hãy nhanh tay chốt đơn theo đường link bên dưới vì số lượng có hạn nhé.